được bán tặng một đặc điểm của những thầy cô này là sẽ có đặc điểm nào? Dạ em muốn được giàu như mấy thầy cô, tại mấy thầy cô chắc sẽ giàu. Sẽ chọn đặc điểm răng đều của cô Bùi Thị Hương Quỳnh. Em chọn nụ cười của cô Bùi Thị Hương Quỳnh. Cái não? Chắc là muốn có bộ não thầy cô để thể qua cái tác môn. Mình thích sự giàu có của thầy Luyến. Chị cảm thấy bản thân mình quá hoàn hảo rồi. Cho nên là chị không cần bất cứ cái đặc tính nào của thầy cô cả. Cái thầy Trần Mạnh Hùng và thầy Nguyễn Đức Tuấn. Nguyễn Đức Tuấn với thầy Trần Mạnh Hùng, cô Võ Thị Bạch Huệ và cô Huỳnh Trúc Thanh Ngọc là Lê Thị Thanh Thảo với lại là Nguyễn Thị Thu Hằng. Thầy Cần và thầy Luyến, cô Bạch Huệ và cô Thảo bộ môn. Thầy Cần với lại là thầy Luyến luôn, cô Huệ và cô Thảo. Thầy Luyến và thầy Tuyền cho cô Huệ và cô Thu Hằng. Thầy Nguyễn Đức Tuấn, thầy Trần Mạnh Hùng, Bùi Thị Hương Quỳnh, cô Lê Thị Thanh Thảo, thầy Phạm Đình Luyến và thầy Trương Ngọc Tuyền. Nguyễn Thị Thu Hằng và cô Lê Thị Thanh Thảo. Với thầy Phạm Đình Luyến, thầy Trương Ngọc Tuyền đó là cô Bùi Thị Hương Quỳnh và cô Lê Thị Thanh Thảo. Cho thầy Trần Mạnh Hùng, đại thầy Trương Ngọc Quyền, cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Trúc Thanh Ngọc, thầy Trần Mạnh Hùng, thầy Trương Ngọc Tuyền, Bùi Thị Hương Quỳnh, cô Lê Thị Thanh Thảo, thầy Trương Ngọc Quyền, Nguyễn Đức Tuấn, cô Lê Thị Thanh Thảo và cô Nguyễn Thị Thu Hằng, thầy Trần Mạnh Hùng với lại thầy Trương Ngọc Tuyền, cô Bạch Huệ với cô Thanh Thảo, thầy Viết Kình với thầy Đức Tuấn, cô Thu Hằng với cô Thanh Thảo, chào thầy Hùng và có lẽ là thầy Luyến nữa, cô Lê Thị Thanh Thảo và cô Bạch Huệ. Mình chọn thầy Tuyền và thầy Luyến, cô Hằng và cô Thảo, thầy Hùng với lại thầy Tuấn, Thu Hằng, cô Thanh Thảo, thầy Mạnh Hùng, thầy Tuyền, cô Nguyễn Thị Thu Hằng với cô Võ Thị Bạch Huệ. Xin được chọn thầy Trương Ngọc Tuyền bộ môn hóa hữu cơ với lại thầy Phạm Đình Luyến bộ môn quản lý dược. Xin được chọn cô Võ Thị Bạch Huệ môn hóa phân tích và cô Lê Thị Thanh Thảo bộ môn vi sinh. Tụi em xin chúc mừng thầy đã nhận được sự bình chọn nhiều nhất từ các bạn sinh viên ở khoa dược. Và thầy chính là Tân Hoa Vương giảng viên của khoa dược. Và hôm nay tụi em xin gửi đến thầy một phần quà để làm kỷ niệm ạ. Rồi, xin cảm ơn các em. Dạ. Thì không biết là cảm nghĩ của thầy hôm nay như thế nào ạ? Vô tình thôi thì tôi biết được là có một cái giải này từ một cái anh dược liên thông. Và khi biết được là mình đoạt giải thì tôi rất là bất ngờ. Dĩ nhiên là vui thì cũng có, nhưng mà cũng làm cho mình có thêm một cái động lực nữa là mình sẽ sống tốt hơn cả trong việc giảng dạy, nghiên cứu và cả trong việc giúp đỡ các em, để cho các em khi vào khoa dược thì các em cùng đồng hành và các em bước qua 5 năm để có nhiều cái kỷ niệm tốt đẹp ở trong cái khoa dược của mình. Thầy có vừa lòng với ngoại hình của mình bây giờ chưa ạ? Để mà nói đến vừa lòng về ngoại hình thì chúng ta cũng biết là chúng ta cũng khi mà sinh ra thì chúng ta không được chọn ba mẹ, không chọn nơi sinh và chúng ta cũng không chọn được cái hình hài của mình. Thì cái hình hài của mình được tạo ra là bởi cha và mẹ, có thể đó là cái sản phẩm tốt nhất của ông bà, nên mình chắc chắn mình cũng sẽ hài lòng về cái sản phẩm của họ. Mặc dù đối với ai đó theo một cái tiêu chuẩn đẹp của ai đó thì mình sẽ không đẹp, nhưng mà đối với cha mẹ mình thì đó là mình sản phẩm tuyệt vời của họ. Một câu hỏi cuối cùng là nếu như bây giờ có một phép màu để thay đổi được một điểm đặc điểm nào đó trên ngoại hình của mình thì không biết là thầy sẽ muốn thay đổi điều gì vậy? Thì chắc là trong cái quá trình mà giảng dạy thì tôi xuất phát từ người miền Trung, giọng nói Huế, tiếng Huế của tôi có vẻ nó hơi khó nghe, có thể đó là một cái cản trở đối với các em sinh viên. Nếu như có một cái phép màu thì tôi nghĩ là tôi sẽ có một cái giọng nói dễ nghe hơn, để mình có khi giảng dạy mình có một cái giọng nói truyền cảm và dễ làm cho các em dễ lắng nghe và dễ hấp thu hơn. Tôi nghĩ là cái giọng nói thôi, còn cái ngoại hình thì tôi nghĩ là không được đẹp, nhưng mà thôi, mình chấp nhận về những cái gì mà tạo hóa đã cho. Tôi nghĩ vậy. Em xin chúc mừng cô đã được sự bình chọn nhiều nhất từ các bạn sinh viên và cô hôm nay chính là Tân Hoa Hậu giảng viên của khoa dược. Và đây chính là một phần quà nhỏ của dược sĩ Thầu Dầu xin gửi tặng đến cô, và tôi xin chúc mừng cô ạ. Thì không biết là cảm nghĩ của cô lúc này như thế nào ạ? Cô xin cảm ơn tất cả các bạn sinh viên khoa dược cũng như là nhóm dược sĩ Thầu Dầu của các bạn. Thì cô rất là xúc động và cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì sao? Bởi vì đã U40 rồi mà còn được trao cái giải này thì đó là một cái điều rất là bất ngờ đối với cô. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Không biết là bây giờ cô có hài lòng với ngoại hình hiện tại của mình không ạ? Theo quan điểm của cô thì là
mình được cha mẹ sinh ra thế nào thì mình cũng sẽ hài lòng với những gì cha mẹ cho. Nhưng nếu có một điều ước thì cô xin ước là sẽ được cao thêm một chút xíu nữa để đứng với bạn là cho nó tương xứng hơn một chút. Xin gửi lời cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cô sẽ giữ mãi những cái kỷ niệm đẹp của ngày hôm nay.